Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Đi Sơn. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục lên sóng cho quý vị các bạn một chiếc máy sới Kubota TMA300. Chiếc này là dàn phay nhảy các bạn nha, và máy úp. Đây anh em nhìn này, Kubota TMA300. Chiếc này thì các bạn nhìn thấy không, sơn chiếc màu vẫn zin hết luôn. Khung sườn này có như nào mình để nguyên nhá. Đây, những cái vị trí này, thay dàn phay sới mới rồi. Nói chung là những cái dàn phay này thật sự luôn là kể cả còn bãi á thì là nó cũng dễ bị mòn rồi bị gì. Mình thay luôn dàn phay mới nhá. Này, bộ xả nhá, nhìn vẫn là đẹp. Con này động cơ của nó là động cơ GXV57 nhá. TMA300 động cơ GXV là động cơ của Honda. Công suất loanh quanh tầm 1.8 kW, tương đương với 2.5 HP nhá. 2.5 HP. Nói 2.5 HP thì các bạn nghe cảm giác là nó nhỏ thôi, ra không nhỏ đâu. Khỏe lắm. Các bạn dùng mà sới vườn rau vẫn rất là thoải mái thôi. Không hề yếu tí nào cả. Các bạn lưu ý nhá, đối với những dòng máy này thì các bạn phải để ý là cái số của nhớt của động cơ khác, nhớt của hộp số khác. Cái vị trí này là nhớt của động cơ và vị trí này là nhớt của hộp số, thì các bạn lưu ý nhé. Đây, cái này đơn giản lắm, chỉ côn vào là chạy thôi, nó không có cái gì phức tạp, không có cơ chế số kiểu lòng hoàng như kia, bởi vì con này nó thiên về cái tính nhỏ gọn và đa dụng. Con này thì các bác nào mà ví dụ như là có tuổi rồi này, hoặc là chị em dùng vẫn dùng được luôn, không có vấn đề gì cả. Những cái dòng khác thì nó khá là nặng, như là cồng kềnh. Những dòng này nó tối ưu cho cái việc thao tác làm sao nó linh hoạt nhất có thể. Còn đối với những dòng kia thì nó làm theo kiểu phức tạp rồi là đa địa hình, như thế thì đòi hỏi những cái người sử dụng cần có một chút kỹ năng đấy, phải làm quen nữa. Đối với dòng này thì các bạn bóp côn là chạy thôi, bóp côn là chạy như xe tay ga, hạn chế làm sao tối đa cái thao tác của các bạn ít cần phải động chạm vào máy nhất có thể. Con này thì rất là thuận tiện cho các bạn sử dụng, giá thì rất là hợp lý thôi. Giá con này là 4 triệu nhé. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. 4 triệu là chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Các bạn cần thì có thể liên hệ chúng tôi. Chúng tôi có thể ví dụ như là hỗ trợ các bạn một ít tiền nhất thì đó là có thể hỗ trợ một ít thôi. Còn gần như là không thể đào giá nữa. Giá bên mình báo sẽ là giá chính xác nhất. Nhớ liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nếu mà có nhu cầu nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Mình sẽ lên sóng rất là nhiều loại máy sới giá thành rẻ hợp lý để cho các bạn có thể lựa chọn. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.